là bạn này bị u xơ tử cung to lắm. Thế xong đến đây mình thì bảo tại sao em lại không đi cắt đi, to thế này thì đến lúc nó vỡ ra thì nó vỡ chảy máu dữ dội đấy, em không thể cầm nó, không có cách nào cầm được đâu, mà em sẽ tử vong do cái mỡ chảy, cái máu chảy ra ở cái tử cung này á, thì nó vỡ thì nó sẽ chảy ra, thì cái lượng nó giống như là cái thai 6 tháng ấy, to lắm, to 6-7 tháng luôn ấy. Nhìn vào cái bụng thì phải nói rằng là mình phải nói rằng là đáng sợ với cái bạn đấy. Thế xong đó thì người nhà đến mua cái máy cho bố bạn ấy bị liệt cách đây được 16-17 năm, bị tai biến. Thế thì nhân cái cơ là có một con của bạn ấy là em của bạn ấy bị suy thận mãn tính, suy thận cấp, tức là không phải suy thận cùng mãn tính mà suy thận cấp, suy thận giai đoạn 5, giai đoạn cuối. Thế thì dùng với cái máy của mình được 2 tháng thì bạn ấy cải thiện rất là rõ rệt về vấn đề cái thận của bạn ấy. Thế sau đó thì bạn ấy nhìn những cái thông tin về những cái người ta đã điều trị tai biến, sau tai biến do cái máy này rất là nhiều hiệu quả. Thế cuối cùng là bạn ấy nói với bố mẹ là mua cái máy để cho mẹ, cho bố. Thế sau đó thì chị gái dùng ké thôi, chị gái, cái chị mà bị u xơ tử cung á, bạn ấy bị u xơ tử cung, bị u nang tuyến giáp và bị cao huyết áp. Thế thì cái cao huyết áp đấy thì bà ấy bảo là chính vì em cao huyết áp cho nên là em không đi mổ được cái u xơ, bác sĩ họ không mổ cho em. Thế xong đó thì bạn ấy về, bạn ấy lấy cái máy của bố bạn ấy, mà ngày bạn ấy chạy một lần thôi, vì ở trên quê trên hương là nó vùng sâu vùng xa, nó họ nghèo lắm, họ phải làm nương làm giấy rất là vất vả luôn, cho nên là có một cái thời gian để chăm sóc mình 30 phút một tiếng nó cũng là khó khăn rồi. Thế vậy thì họ ngồi một tiếng, cuối lần họ lên với bố đó, bạn ấy ngồi một tiếng dùng công, bạn nói là sau 3 tuần cái u xơ tử cung to thế này này. Thế xong đó thì bạn ấy chụp, bạn ấy gửi cho mình mà nó xẹp xuống, mà nó nhăn nheo cả cái rốn của bạn ấy, mà mình cảm thấy nó vi diệu vậy. Thế là cái trường hợp thứ hai mình cảm thấy rằng là này, mà cái tuyến giáp nữa, cái u nang tuyến giáp là kích thước của bạn ấy là bảo là 6 cm, 6 mm, to 6 mm rồi. Thế thì bác sĩ bảo là thôi cứ về uống cái này thôi, chứ mà cũng không giảm được. Nhưng mà sau khi là sau 3 tuần á, bà dùng cái máy của mình xong là bạn đi khám, bác sĩ bảo là thế về nhà em uống cái gì, em dùng cái gì mà bây giờ tuyến giáp em đã ổn định về rồi, không còn cái u nang nữa, không tìm thấy đâu nữa. Thế chẳng bảo không dùng cái gì cả, chỉ dùng thuốc của bác sĩ kê thôi. Nhưng mà chúng tôi kê từ bấy giờ rồi, mấy năm nay rồi mà có thấy giảm đâu, mà bây giờ tự nhiên giảm thế. Nhưng bạn không khai là bạn dùng cái máy của mình, không khai. Khai thì sợ bác sĩ họ không kê thuốc nữa như nào đó, không biết. Họ giấu những cái việc mà họ dùng ngoài. Đấy là cái trường hợp mà mình thấy rằng là một cái vi diệu của hai cái trường hợp. Còn ngoài ra thì cũng rất nhiều trường hợp khác, nhưng mà nó không điển hình bằng hai cái trường hợp này, nó rất là nhanh. Đấy là một số những cái chia sẻ như thế với chị.